Chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết đã về, thế nhưng tại tập đoàn Tân Hiệp Phát, không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi khiến ai cũng hào hứng và chào đón mùa xuân mới. Những ngày này vào cuối năm, tòa nhà Tân Hiệp Phát như được khoác thêm một chiếc áo mới rực rỡ, tươi thắm hơn. Từ sảnh chính đi vào các phòng ban, đâu đâu cũng ngập tràn không khí của mùa xuân mới. Cuối năm ở Tân Hiệp Phát dù công việc có bận rộn hơn, không khí Tết gấp gáp khẩn trương hơn, nhưng dường như mọi người ai cũng vui vẻ, gần nhau hơn. Đấy là cái tình trong Tết của Tân Hiệp Phát mà có lẽ ít nơi nào có được.